ragu gà mà có bắp nữa các bạn. Gà mình bỏ rau vô sau nha. Gà mình chiên nè, gà này là gà công nghiệp cho nên mẹ phải chiên, chiên vàng rồi bỏ vô. Đây là nồi ragu mà chiều nay cháu mình ở trên Sài Gòn nó đón nè, của bà ngoại gửi lên. Ragu chín rồi mới bỏ gà nha các bạn. Gà chiên là nó vàng, nó thơm mà nó không có bở, nó không có ngấy các bạn. Mình nấu gà công nghiệp thì mình nấu như vậy, còn gà ta thì mình nấu đại. Cháu mình không ăn dầu mỡ nhiều phải nấu cách này rằng mình chiên cho nó ra mỡ á. Rất là ngon luôn. Thì mình nấu cũng như công thức nấu rau gu thôi. Mình khử tỏi xào cà. Thì mình nêm gia vị vô cho cà nó nhừ. Cà nhừ rồi mình bỏ cà rốt, khoai tây vô mình xào chung với cà cho nó ngấm nha. Bỏ đường, nước vừa tươi. Rồi bây giờ mới tới cái lúc mà mình phải bỏ cánh gà nha các bạn. Cánh gà này cánh tỏi chứ không phải là chân đùi gà đâu nha. Cánh gà đó. Rồi bây giờ chờ nhắc xuống thôi. Trước khi nhắc xuống thì mình bỏ củ hành vô nè. Mình bỏ vô đây là cái rễ ngò rí cho nó thơm nha các bạn. Cháu mình nó thích ăn bắp, mình bỏ bắp. Nồi ragu tuyệt vời của bà ngoại nè. Chiều mua bánh mì về chấm. Rất là ngon luôn nha. Mẹ dạy con, nếu mà con nấu bằng gà công nghiệp thì con phải chiên cho nó vàng trước như thế này nè. Thì mình bỏ vô, mình lắc xuống nha. Mình nấu sẵn cái nồi nước lèo dày. Rồi chiên cánh gà xong, nó vàng rồi. Bỏ vô sau nha. Như vậy thì gà nó mới ngon, nó không có làm cho mình ngán. Mà nó không có rụt miếng gà. Ăn nó thơm miếng gà nữa. Đó. Đây là cái cách nấu của mẹ. Sau này không có mẹ, con gửi đi tức cho mẹ đó con cơm nha. Nấu cho chồng cho con ăn. Hôm nay thứ bảy, cậu về ngoại nấu ragu gà gửi lên cho mẹ và bé nè. Thì ở trong cái nước này là nước dừa nha các bạn. Xào tỏi lên. Rồi mình bằm gà mình bỏ vô, xào đường và muối, đổ nước dừa vô. Thì trong này có bắp, cà rốt, khoai tây. Rồi mình nêm một nêm muối. Đó có nước dừa, đó có một cái dừa chiên. Còn bên đây thì cánh gà, thì gà này là gà công nghiệp, nó bở lắm, mà bỏ vô á, mình nấu cái mỡ nó mau mềm, nó nhừ, ăn ngán. Mình chiên như thế này cho nó thơm, mà nó lại dai nữa, ăn không có ngán, mà ra mỡ hết các bạn, nó ra mỡ bớt nữa, ăn không dai, nó làm cho chúng ta không ngán. Đó, chiên vàng như vậy, rồi khi mà cái này nó sôi, nó chín rau củ, mình bỏ gà vô, gà xong. Nồi ragu tuyệt vời luôn đó. Chiều nay ship lên tận Sài Gòn cho cháu mình đó các bạn. Mà đây là cách nấu của gia đình mình và cách ăn của gia đình mình nha. Ăn nó không ngậy, không ngán mà không dầu mỡ.